Vào ngày 21 tháng 8, Quỹ Kim Mỹ Dương, một quỹ thiện nguyện được nhiều người biết tới ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đã tiến hành buổi lễ trao học bổng cho năm học 2021-2022. Đây là lần trao học bổng thứ tư của Quỹ Kim Mỹ Dương, với tổng số 143 suất học bổng đã được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng. Đối với những sinh viên được nhận học bổng lần này, thì đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực của các em trong những năm qua, trong đó có em nằm trong diện có hoàn cảnh đặc biệt, rất cần những sự khuyến khích, động viên như thế này để thực hiện được giấc mơ của mình. It really means a lot to be here, and I'm so thrilled and honored. Được có mặt ở đây ngày hôm nay là điều rất có ý nghĩa đối với em. Em rất xúc động và tự hào, và em cũng rất mong muốn có thể tiếp tục học tập và làm việc ngay cho cộng đồng để đền đáp lại những gì mình đã được nhận ngày hôm nay. Em nhận thấy rằng việc có mơ ước, làm việc chăm chỉ và giúp đỡ các gia đình cần sự giúp đỡ sẽ đem lại rất nhiều điều có ích cho cộng đồng. Những điều này cũng phù hợp với mục tiêu của Quỹ Kim Mỹ Dương, và em sẽ tiếp tục học tập và làm việc tốt hơn nữa để phục vụ cộng đồng trong tương lai. This year, and I think I believe last year too, Quỹ Kim Mỹ opened up for everyone to apply. Năm nay cũng như năm ngoái, em nghĩ rằng thật tuyệt vời khi Quỹ Kim Dương đã mở rộng cho tất cả các bạn đều có thể đăng ký nhận học bổng. Mục tiêu của chương trình này là lựa chọn những sinh viên xuất sắc và có khả năng phục vụ cộng đồng nhiều trong tương lai. Năm nay là năm học cuối cùng của em ở bậc đại học rồi. Sau đây em có thể thực hiện những gì mình mong muốn và tiếp tục có nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. Em hy vọng các bạn trong những năm tới nhận học bổng sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn cho cộng đồng như mục tiêu của chương trình này. Tại buổi lễ thì các bạn sinh viên cũng được những người đặc biệt thành công như bà Giao Phan, kiến trúc sư trưởng chương trình phát triển hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ, chia sẻ lại những câu chuyện và kinh nghiệm của bản thân trong quá trình học tập, làm việc tại xã hội Mỹ để động viên các em trên bước đường học tập và làm việc sau này. Riêng năm nay có tổng số 68 học bổng được trao cho các sinh viên, bao gồm cả sinh viên gốc Việt và sinh viên các sắc dân khác sinh sống trong vùng thủ đô Hoa Kỳ. Đây là một bước phát triển nhanh chóng của chương trình. Nếu biết rằng năm đầu tiên chỉ có 12 học bổng được trao, năm thứ hai là 18 học bổng và năm ngoái là 35 học bổng. Và dự kiến chương trình sẽ còn tiếp tục mở rộng trong những năm tới đây. Sang năm đó thì mình sẽ có hai chương trình. Một cái chương trình cho Vietnamese American student và một chương trình for non-Vietnamese American student. Sẽ hai cái chương trình khác nhau. Mình sẽ limit mỗi chương trình mình cho khoảng chừng 50 học bổng mỗi chương trình. Như vậy thì mình có thể cho được 100 học bổng mà không có bị thiếu hụt cho cả hai bên. Rồi những năm tới thì mình sẽ tính tiếp, tại vì tùy theo cái những người mà họ giúp đỡ mình và how Kim Mỹ Dương Foundation doing, sao là mình sẽ quyết định tiếp. Cho đến lần trao học bổng năm học 2021-2022 này, thì số lượng sinh viên được nhận học bổng Kim Mỹ Dương vẫn phần lớn là các sinh viên gốc Việt sinh sống trong vùng. Nhưng rõ ràng bắt đầu từ năm tới, chương trình sẽ mở rộng và tiếp nhận nhiều hơn nữa những hồ sơ của sinh viên thuộc các sắc dân khác. Bên cạnh nguồn kinh phí từ Quỹ Kim Mỹ Dương, thì hiện chương trình này cũng đang nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp lớn hiện đang hoạt động tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Điều này đảm bảo chắc chắn cho việc mở rộng chương trình học bổng, động viên, khích lệ kịp thời những bạn trẻ xứng đáng vì có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động có ý nghĩa phục vụ cộng đồng.